Hello, xin chào tất cả bà con cô bác nha. Thì hôm nay mình sẽ chơi lý tính đi rừng. Nhưng mà hôm trước mình có một clip lý tính đi rừng rồi, nhưng thật ra clip đó là mình chơi dạng quỷ để đi rừng. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ quyết định chơi dạng thần để đi rừng nha mọi người. Thì nó hơi dị một tí, bởi vì thường người ta đi rừng người ta lấy là dạng quỷ thôi. Nhưng mà dạng quỷ người ta thường cũng gọi là đi tớp cướp bùa, chứ cũng ít ai đi rừng lắm mọi người. Mà hôm nay mình quyết định lấy dạng thần đi rừng luôn nha. Thì như cũ thôi mọi người, farm bình thường, farm bùa đỏ trước nha. Những cái con mà farm chậm như con này thì mình farm, nên farm bùa đỏ trước nha mọi người. Còn mình chơi lúc nào mình luôn luôn cũng farm bùa đỏ trước. Còn ý là mình, mọi người có người ăn bùa xanh trước, người ăn bùa đỏ trước, thì mình nghĩ là những con farm chậm chậm như này nên ăn bùa đỏ trước nha mọi người. Đấy là con dao nó đứng ở bên đó, thì chắc là con diệu nó cũng đang ở bên đó, mọi người phải qua nhanh thôi để con diệu nó cướp mất cái bùa xanh của mình mọi người. Cái con này mọi người nâng mắt chứ một trước nha mình nha mọi người, để khi con diệu nó đang cướp rồi mọi người, mình sẽ giữ được con bùa mình hết chừng trị rồi mọi người ơi. Con diệu này kinh đấy nha. Đây không sao mọi người, mình có bùa đỏ nha, mình đoán nó đi chậm được, nó lướt à, lướt này thì lướt mọi người ơi. Mình thấy con diệu bên địch với lại con dao là tim ba mấy luôn đó mọi người, phải cẩn thận tí này nè. Né này thì né, mình hách não đó mọi người à, chứ nếu mà mình phóng theo cái hướng của nó thì nó sẽ cái con nó nhanh thế. Nếu mà mình phóng theo cái hướng của nó thì nó sẽ lách qua và như nãy, và mình phóng sẽ không trúng nha mọi người. Đó thì con này mình thấy nó lách cũng ghê gớm đó mọi người, cho nên là mình phải cẩn thận tí. Còn con diệu bên địch với lại con dao là mình thấy tim ba mươi mấy luôn đó mọi người, thì kiểu như tụi nó xét tim rất là cao, thì đánh nó cẩn thận tí nha mọi người. Đó, mình sẽ biến dạng quỷ trước nha. Tại sao mình biến dạng quỷ là bởi vì máu mình nó chưa có đầy mọi người. Mình sẽ lên cái giày này nha. Tại sao mình không lên nhà giảm hồi chiêu? Thì khi mà đi rừng á, mình được hưởng lợi từ cái bùa xanh rồi mọi người, thì nó tăng tới 20% giảm hồi chiêu rồi mọi người. Lên thêm cái bùa, cái rìu đen với lại cái đồ đi rừng này, mọi người farm tí tầm 10 điểm thôi là nó đã đủ 40% hồi chiêu rồi, không cần thiết tới cái giày giảm hồi chiêu đâu. Và khi mà cuối cùng mọi người lên full đồ á, mọi người có thêm cái búa đỏ với lại cái đồ đi rừng level 3 nữa, thì mọi người khỏi cần bùa xanh luôn, mọi người cũng full 40% hồi chiêu rồi. Cho nên là cái dài mà giảm hồi chiêu là nó không cần thiết với con này khi mà đi rừng nha. Còn khi mà đi top thì buộc phải lên giảm hồi chiêu cho nó đủ hồi chiêu để chiêu nó hồi nhanh hơn, để spam chiêu này nọ. Thì nhớ nha mọi người, con này mà đi rừng dạng thần thì mọi người khỏi cần lên cái dài giảm hồi chiêu, mọi người lên thẳng cái dài kháng gọi là kháng vật lý, kháng đòn đánh tay luôn. Thì bên địch thì thấy con dịa nó cũng khá là hay, cho nên là mình lên thẳng cái giày đó luôn. Con biển thước này, ok, cái pha này mình hơi ngáo mọi người, pha này mình phải chiêu một lên mới đúng. Con biển thước không chết luôn, nó còn một tí xíu siêu thôi mọi người, thiếu may mắn tí mọi người à. Đó, bây giờ mình hết máu rồi, mình sẽ chuyển về dạng quỷ thôi đó. Rồi chơi con này đi rừng thì cũng không có gì khó đâu mọi người. Nhưng mà thường là không ai mà lấy cái con dạng thần đi rừng đó, thường lấy dạng quỷ đi rừng thôi. Vì dạng quỷ mình thấy đi rừng nó cũng nhanh mọi người. Chỉ là nó không bắt được AD với lại nó là chất tướng phá trụ thôi, nhưng mà đi rừng thì nó không hay. Đây con thấy ớt chân nhân là mình sẽ chuyển qua dạng thần nha, tại vì đồ của mình đang là đồ dạng thần, cho nên mình đánh dạng quỷ nó rất là yếu, đánh rất là chậm, nó không có mạnh mọi người. Thì team địch hình như trận này là không có bích AD luôn, tự dưng lại bích cái con thấy ớt chân nhân này đi cái đường với thủ ước, nó hơi toan tí. Và chỗ mình nó đang mưa đó mọi người, nếu mà mọi người thấy ồn thì mọi người thông cảm với mình nha. Đó, thì hôm nay trời đang rất là mưa to, không biết khi nào mới hết đây. Chỗ mình dạo này cứ mưa hoài mọi người, nhưng mà mình không có biết là có cái tin đồn nha mọi người, là ai mà mắc mưa hay là gì đó là sẽ bị nhiễm dịch bệnh Covid nha mọi người. Thì mình không biết có thật hay không, vì mình thấy nó không có cơ sở khoa học nào hết mọi người. Đó, nhưng mà thì kiểu số liệu thống kê này nọ thì cũng thấy là đúng như vậy thật, chứ mình thấy nó không có cái gọi là cái khoa học gì hết mọi người. Chứ nếu mà gọi là nước mưa mà nó nhiễu trúng mình bị nhiễm bệnh thì nó cũng hơi vô lý, tại vì lúc mà mình đi ngoài đường thì mấy con virus nó cũng ngoài đường thôi, mắc gì phải tới mưa nó mới rớt trúng mình được, đúng không mọi người? Đó, nhưng mà thì mình nghe nói như thế, có số liệu này nọ, mọi người cẩn thận thôi. Ok, thì mình nói ngoài lề tí thôi mọi người. Mình sẽ con diệu này cũng đánh thật sự là nó rất là láo luôn mọi người à. Nó kiểu nó có con dao ấy, đồng thế chết mình rồi mọi người ơi. Thôi. Con diệm này đánh láo thật sự mọi người, nó ỉ nó có con dao mọi người, cái nó đi nó không sợ ai hết. Mà hai cái con này tim cũng khá là to, tim cũng ba mấy, cho nên là tụi này đánh gọi là nó có thể gọi là ăn ý, chúng ta không biết gọi là ăn ý là gọi là gì, nói chung là tụi nó gắn bó với nhau rất là lâu rồi, thế thì mình cũng phải gọi là cẩn thận tí. Con dao nó cứ lên đầu con diệu hoài như này thì khó đánh lắm mọi người. Bên mình cũng có diệu nha, nhưng mà bên mình thì diệu nó đi top rồi.
Thì đúng ra trận này là dịu đi rừng, còn Lý Tính đi top hợp lý hơn. Nhưng mà mình thích là lấy con này đi rừng để làm clip xem nó lạ hơn cho mọi người xem. Mọi người, con này chơi cũng rất là đã. Ok, mình tạt không trúng rồi đó. Thì cái chiêu 2 này mọi người có thể giữ, hoặc là mọi người có thể dùng một cái rồi buông ra nha. Dùng một cái buông ra thì nó gọi là nó không có tối ưu sát thương, nhưng mà nhiều lúc mọi người phải chỉ chém được một lần chiêu 2 thôi là mọi người buông ra là được rồi. Chứ mọi người chém nhiều như nó sẽ khá là đù mọi người. Con lưỡi bố này không chết luôn mọi người, nó hên thật sự. Con này thật sự dạng thần thì mình thấy nó đù thật mọi người, nó khá là tù luôn á. Nó đánh không được ai, nó không được ai, mà ý mình là nó không có chạy được mọi người. Giết được không? Không giết được lưỡi bố luôn mọi người. Nhỏ thế nha. Bọn này đánh ghê đấy, mình phải cẩn thận lại tí mọi người ạ. Tỷ số team mình đang thua lắm rồi mọi người à. Bên mình gọi là chết ơi trù. 41 rồi, vừa nói định 40 nhưng mà giờ là 41 mất rồi. Đây mình sẽ farm hai bãi cùng lúc nha. Đó thì cái cách farm nó cũng đơn giản vậy thôi mọi người. Thì team mình nó đang thọt rồi mọi người, nó đang thua tiền rất là nhiều rồi. Team địch lại có con biển thước này hồi máu snowball rất là căng mọi người. Nên là trận này gọi là mình phải cố gắng farm thật là nhiều luôn, cứ đè farm như là nhiều đồ rồi thì mới gánh được mọi người. Chứ như đồ như này thì chưa đủ gánh đâu, con diệu với con dao bên địch nữa. Đó. Thì hai con đều tiếng Trung Quốc đều đọc là dao, mình không biết phân biệt hai cách đọc dao khác nhau như thế nào nha. Con diệu tiếng Trung Quốc cũng là dao đó. Ok. Giết được không? Giết được diệu không? Giết được diệu. À được rồi mọi người. Ok ngon. À, được hai mạng nhưng mà mình lại chết rồi. Sao không sao mọi người. À, thì bây giờ mình đang rất là cần tiền cho nên là giết người mà chết cũng được nha. Lại tiếp tục đi farm thôi mọi người. Tỷ số thì vẫn cách biệt gọi là 7 mạng mọi người. Lúc nãy là hình như cũng cách biệt 6-7 mạng vậy đó. Nhưng mà kiểu 6-13 nhìn nó đỡ hơn là 4-11 các kiểu mọi người. Đó thì mình nhìn thấy nó khả quan hơn tí mọi người ơi. Này thì để coi team mình ai chết nữa vậy. Vừa chết à? Không ai chết mọi người. Thủ ước còn sống. À, thủ ước chết rồi, bị con biển thước nó rút độc chết rồi. Ok không sao, mình đã giết lại được lữ bố rồi nha. Lên anh em ơi. Mà thôi không thấy con diệu bên địch đâu hết mọi người. Từ từ mình sẽ đi cẩn thận tí nha mọi người. Này nép những cái bụi tí để đừng có đi tơn tơn ở ngoài quá. Mưa hồn quá mọi người ơi. À, con diệu hình như nó không có ở gần đây, chưa thấy nó ra đánh. À ra nó đang ở mid mọi người à. Tưởng đâu nó ở gần đây chứ là team nó cơm bát cho nên mình sẽ núp ở đây nha. Này nó vừa vô là mình ulti nó liền. Đây. Bon đó, nó có con dao trên đầu cho nên là nó thoát được một tí mọi người, giết được con dao rồi mọi người. Đó ulti mình hồi rồi, mình sẽ ra tạt nó nha. Tạt phía này này. Đó. Ok. Nhỏ thế nha. Cái ba này mình nhanh tay tí, mình chiêu 2 nữa là có khi là chết đôi chết ba luôn ấy chứ nha. Con biển thước này nó cũng hồi máu nữa mọi người nên là rất là khó chịu. Con biển thước 6-0 rồi. Team địch gọi là trận này xanh quá mọi người ơi. Thì mình giật nhận ra là kênh mình hình như là chưa có clip nào là kèo này nọ mọi người. Kiểu xanh từ đầu tới cuối cho nên là thôi hôm nay mình sẽ cố gắng để win cái trận này, làm một cái video gọi là lật kèo nha mọi người. Đó, bây giờ mọi người thấy tỷ số đang là 9-16 đó, team mình đang thua một cách rõ ràng luôn mọi người thấy không? Bây giờ thì mình sẽ cố gắng trận này mình win để mình lật kèo lại nha mọi người. Đó. Thì mình sẽ chuyển qua dạng quỷ để mình farm những cái con này cho nó nhanh hơn. Dạng thần nó hơi đù quá mọi người. Tí ra đánh nhau thì mình chuyển dạng thần sao. Thì mình sẽ ăn bùa xanh rồi luôn đi. Bây giờ mình chưa có đủ hồi chiêu cho nên mình cần ăn bùa xanh. Bây giờ cái đồ rừng là có 10% này, rồi cái rượu đen có 15 nữa, là tổng cộng 25. Chưa có đủ 40 cho nên là mình tạm ăn con bùa xanh này đi. Tí thì mình đủ thêm 15 nữa rồi thì mình sẽ nhường cho đồng đội nha. Thì mình sẽ lên cái kiếm cuối. Có cái kiếm cuối rồi là tạc sẽ đau hơn, thấy rõ là. Đây bây giờ chuẩn bị cơm bát rồi mọi người. Đây mình sẽ ra đây nha. Mình đứng xa xa tí mọi người, đứng gần quá nó tiếp cận mình. Đây con lữ bố này, nãy mình lướt lên là mệt với lữ bố rồi đó. Đây lữ bố yếu thế. Lữ bố thì thấy hơi ke mọi người. Này ai cứu nổi bạn nữa. Đây con dao chết luôn đi. Con dao mọi người ngon, hai mạng rồi, double kill mọi người. Đó bây giờ team mình lấy lại lợi thế rồi mọi người. 14-17 rồi. Chỉ còn cách biệt có 3 mạng thôi. Thì bây giờ mình sẽ biến vào dạng quỷ để hồi máu nha. Đấy. Thì mình sẽ lấy luôn cái trụ này nha mọi người. Mình dùng chiêu mò hồi máu tí rồi lấy luôn cái trụ. Ok bây giờ vô lấy luôn cái trụ, giết luôn cái con này nha. Này thì chạy. Ok mọi người ngon. Đó bây giờ mình bắt đầu xanh lại có đồ rồi đó mọi người. Gọi là nội tại của mình nó đã phát huy rồi mọi người à. Thì nội tại của mình nó là khi chơi con Lý Tính này nè, mà có skin nhất niệm thần ma, thì những cái người mà
đẹp trai từ cái skin này trở lên thì sẽ được nhận thêm vàng mọi người. Nhận thêm 50% vàng, cho nên là mình farm rất là nhanh, mình xanh lại rồi mọi người. Thì mọi người phải đẹp trai từ cái skin này trở lên nha. Đó, cả cái skin này trở lên. Thì đúng, con lưỡi báo chưa kịp đợi mình tới nữa, nó chết rồi mọi người. Đây, mình sẽ núp ở đây. Lý Tính với dao và Diệu với dao. Đây, để xem ai sẽ thắng đây. Ủa? Nó đủ, nó không ở đây mọi người. Mình tưởng nó đi qua đây chứ. Hơi bị quê. Nó dưới kia rồi mọi người. Hơi quê, sorry đường tăng hy sinh rồi mọi người. Này thì một con, hai con mọi người. Con dao chết luôn rồi. Đây là team mình ăn được 3 mạng. Mình được một mạng trợ với lại 2 mạng giết. Mình tạt thì con biển thước vô tình nó đi ngang qua. Vô tình đi ngang thì mình tạt nhẹ một đường mọi người. Mình sẽ ăn con rồng này nha. Con rồng này hình như mình thấy nó đang cường hóa cái sừng mọi người. Bạn nào mới xem kênh của mình không biết cái sừng, cường hóa cái sừng là sao á, thì mọi người kiếm cái danh sách phát mà trả lời câu hỏi này nọ, mọi người xem cái số trả lời thứ nhất á, thì mình có giải thích về những con rồng, cái con tà thần này nọ đó mọi người. Thì mọi người xem nó sẽ có cường hóa các bộ phận khác nhau đó. Thì mọi người ai mà không biết thì ăn cái con nó được cái gì thì mọi người xem cái video đó nha. Đó, thì còn những bạn mà cũ xem lâu rồi thì chắc là cũng biết rồi. Thì cái con rồng cường hóa cái đầu đó thì nó sẽ bắn thêm cho mình một tia. Mà con này thì nó cấu rỉa từ xa, nó sát thương từ xa rất là nhiều, rất là ấy. Cho nên là bây giờ mà có thêm con rồng nữa thì cực kỳ lợi thế luôn nha mọi người. Đó, cho nên là mình cố gắng mình ăn cái con rồng đó. Bây giờ mình sẽ lên gọi là on lên win luôn mọi người. Mình team mình nó đã thắng lại rồi, team mình nó lấy lại lợi thế rồi mọi người. Con Diệu với con dao bên địch thì nãy giờ thấy nó di chuyển hơi lỗi mọi người, nó di chuyển cũng kỳ quá. Hai con đó thì team to thật đấy, nhưng mà mình không sợ đâu. Bình thường team ba mấy là quá bình thường đúng không mọi người. Này thì sẽ đứng từ xa cấu rỉa trụ nha. Này thằng nào vô thủ ăn cái đó đi, ăn cái đó thì hơi bị thốn đó mọi người. Ê lữ bố bậy nha, đau con không chết à? Không chết, con thấy rất chân nhân mọi người. Đây con Diệu với con dao làm gì đây? Đây nè, con Diệu một cái, con dao không được chạy. Con dao chạy đi đâu? Đây ai cho chạy? Chạy này thì chạy hai mạng double kill mọi người. Đó, bây giờ sẽ lữ bố hơi ke mọi người. Lữ bố nó ke, mình nghĩ ít quá ra kill mọi người. Đây Penta kill nó thì quá đẹp. Hết được. Sư thầy không lo đi tu mà lo ca ít Penta kill của mình. Thế thì chịu rồi mọi người ơi. Tiếc thế nha, mất cái Penta kill rồi mọi người, bị sư thầy cướp mất Penta kill anh em ơi. Mà thôi không sao mọi người. Mình Penta kill cũng nhiều rồi, cũng mấy chục lần hay mấy ba chục lần rồi, cho nên là cũng hơi chán rồi mọi người. Mình cho sư thầy nó Penta kill đi. Bây giờ là mình bá đạo không ai ngăn nổi rồi mọi người, cho nên là từ từ win nha. Nhưng mà không biết từ từ được nên mình sẽ giết con Diệu mà. Mà thôi nên Diệu nó chạy nhanh quá. Thôi cái nhà win luôn rồi mọi người. Con xe nó bắn bể nhà luôn rồi. Thôi ok, trận đấu này nó cũng kết thúc rồi. Nếu mọi người thấy hay thì mọi người hãy ủng hộ mình bằng cách là like và subscribe nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở các video sau nha. Bye bye.